Ngày 11, Đức Mẹ hiện ra tại Bồ Đào Nha năm 1546. Mục đích của tất cả các họa sĩ là đem một ý tưởng, một khái niệm trong tâm trí để thể hiện ra thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng có thể nhìn công trình sáng tạo của Thiên Chúa tương tự như thế. Mỗi người chúng ta đều được tiền định sẽ thể hiện một ý tưởng nào đó trong tâm trí Thiên Chúa. Nhưng vì một phần còn tùy thuộc vào ý chí tự do của chúng ta nên sinh ra những kết quả bất toàn. Tuy nhiên, khi trẻ Maria đến và được dâng hiến trong đền thờ, đấng nghệ sĩ thần linh đã nhìn thấy chương trình của người sẽ được toàn thành mỹ mãn. Với tất cả sự thật, Đức Maria đã nói: "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội." Một điều hoàn toàn phù hợp với ước nguyện của Thiên Chúa. Đức Tổng thần Gabriel đã trình bày điều này tuyệt vời khi lên tiếng: "Kính chào bà đầy ơn phúc." Không một người nào làm Thiên Chúa hài lòng cho bằng Đức Maria. Mẹ quả thật đã và vẫn là một kiệt tác giữa muôn tạo vật của Thiên Chúa. Quả vậy, con mẹ rạng ngời hơn mẹ vì người là Thiên Chúa. Trên phương diện tạo thành, Đức Maria còn kém vị thiên thần rốt bét giữa các thiên thần, nhưng ơn Chúa đã nâng mẹ lên địa vị làm nữ vương các thánh thiên thần và các thánh. Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao. Auxem bon lang OSSD.